Ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An, sinh năm 1990, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Trước đó vào ngày 5 tháng 6 năm 2024, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của bà T, sinh năm 1960, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tố giác con rể của bà là Đặng Đức An có hành vi đe dọa giết người. Theo trình báo của bà T, An nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ là chị N, nên chị N đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, An liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu vợ quay trở về. Nếu không, An sẽ giết cả nhà mẹ vợ và đăng hình ảnh nhạy cảm của vợ lên các trang mạng xã hội. Đến trưa ngày 5 tháng 6, khi bà T cùng con gái chuẩn bị dọn quầy bán hàng ăn, thì An xông vào nhà bà T rồi liên tục có lời lẽ đe dọa. Nếu không gặp được vợ, An sẽ đốt nhà và giết người trong gia đình vợ. Sau đó, An dùng một con dao bấm lao vào kẹp cổ rồi khống chế chị chờ. Bà Tê chạy ra khỏi nhà hồ hoán kêu gọi giúp đỡ, còn chị chờ vùng ra được nhưng bị dao của An làm bị thương ở bàn tay. Đối tượng tiếp tục đi vào các phòng trong nhà, lục lấy đồ của vợ rồi mang đi. Ngày 9 tháng 6, Công an huyện Hoài Đức đã triệu tập Đặng Đức An lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức An về hành vi đe dọa giết người. Hiện công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 6, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thanh Hóa và công an xã Hoàng Quang vừa phối hợp đột kích kiểm tra một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, phát hiện nhóm nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều ma túy và tăng vật liên quan. Qua test nhanh, 7 trên 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ đối với 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Lê Hữu Hoàng, sinh năm 1992, Đỗ Hồng Sơn, sinh năm 1998, Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2000, đều ở xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Hồng Thắng và Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 2000, cùng chú tại xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, do có hành vi bán ma túy cho các đối tượng trên tổ chức sử dụng. Trước đó vào ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Huế cũng đã triệt xóa một tụ điểm phức tạp về ma túy tại cơ sở Ba New Sky, địa chỉ số 41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. Theo đó vào lúc 23 giờ 15 ngày mùng 10 tháng 6, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động, phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở 3 Bắc Bia New Sky, địa chỉ số 41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. Tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với 183 trường hợp, phát hiện 70 trường hợp, 59 nam, 11 nữ dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan còn lại trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi thương vong, tối 19 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau nhiều giờ tích cực điều trị, hai cháu nhỏ trong vụ án mạng đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 19 tháng 6, tại thôn 4 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ giết người khiến hai vợ chồng ông LHT 45 tuổi và bà PTP 42 tuổi vợ ông T chết tại chỗ. Cháu LHNI 6 tuổi và cháu LHCN 4 tuổi, con ông T bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều trị. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh Quảng Ngãi và công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng bắt giữ người gây án đang ẩn náu phía sau vườn nhà nạn nhân. Nghi phạm là Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú và chỗ ở hiện nay tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũ Tàu. Lê Đình Thuyết là cháu ruột của bố ông Tê, quan hệ gia đình con chú bác ruột. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Tê và gia đình ông Thuyết từ trước. Ông Thuyết ôm mâu thuẫn này và có ý định báo thù. Trong ngày 18 tháng 6, nghi phạm Thuyết đã từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi. Người này chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ tối 18 tháng 6, Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án. Cách đêm một ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ chạy ra gần đường dây tàu hỏa khi đoàn tàu đang về ga Hàng Cỏ hành động nguy hiểm này đã nhận về loạt chỉ trích và nhiều người thắc mắc về sự an toàn ở các quán cà phê gần đường dây. Theo đó, vào ngày 18 tháng 6, một đoạn video xuất hiện trên Facebook ghi hình lại khu vực dãy quán cà phê đường tàu. Cô gái trên nhảy ra vào đúng thời điểm nguy hiểm khi tàu đang đến. Ngay lúc này, một người đàn ông đã kịp thời kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực đường dây. Sau khi nhận thông tin, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xác định hành động nói trên rất nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn tính mạng của người dân, ảnh hưởng việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đã chỉ đạo công an quận, ủy ban nhân dân phường Hàng Bông, cửa Nam, cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Mã xác minh thông tin, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tiếp nhận sự việc, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội thông tin, đơn vị đã xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông PNH, chủ quán cà phê ở số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông Hà Nội, về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh để khách có hành vi ảnh hưởng an toàn đường sát. Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường kiểm soát việc kinh doanh tại khu vực được gọi là phố cà phê đường tàu. Người phụ nữ nước ngoài được xác định là khách của quán ông P và ông P cũng chính là người kéo người phụ nữ này ra khỏi khu vực đường dây. Qua ghi nhận, sau hành động trên, nhiều cư dân mạng bày tỏ cần xử lý mạnh tay với các trường hợp hành động dại dột gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh, đồng thời dẹp bỏ mô hình kinh doanh cà phê này để tránh rủi ro không đáng có. Sau đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân, nơi có đường sát chạy qua tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sát. Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường ứng trực, không để du khách vào ăn uống, quay phim chụp ảnh trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sát. Không để người dân có những hành động nguy hiểm, ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của ngành đường sát, tổ chức lực lượng phối hợp với ngành đường sát trực chốt, đảm bảo an toàn giao thông đường sát. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các phường, cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sát trên địa bàn. Trọng tâm tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm theo luật đường sắt. Công an quận Hoàn Kiếm được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các phường tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực đường sắt trên địa bàn quận, tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực để xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phố cà phê Đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng quận Hoàn Kiếm vốn là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế nơi đây xuất hiện trên nhiều trang tin, báo chí thế giới vì sự độc đáo mới lạ. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 9 năm 2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu, nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng. Sau văn bản yêu cầu xử lý rứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu của công ty Đường sắt Việt Nam, dù có rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ an toàn đường sắt túc trực, thế nhưng du khách vẫn dễ dàng vào phía trong nhờ sự hỗ trợ của chủ hay nhân viên quán cà phê. Khoảng 5 phút trước khi tàu chạy qua, chủ các hàng quán bắt đầu hô hào, thổi còi yêu cầu khách của quán mình di chuyển vào trong quán. Năm 2023, quận Hoàn Kiếm từng yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm luật đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hành lang giao thông đường sắt. Công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim chụp ảnh tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt. Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện ngừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24 trên 7 để tránh tình trạng cửa hàng mở chui.